Miền biển Nghi Sơn Tĩnh Gia không chỉ là một vùng danh thắng mà còn là một bán đảo quan trọng phía nam tỉnh Thanh Hóa. Các yếu tố cửa sông, biển, đảo cùng với những dãy núi bao quanh đã tạo nên một vị trí hiểm yếu về quân sự nhưng cũng lại thuận lợi cho giao thương. Ngày nay, bờ biển Bãi Đông trên bán đảo Nghi Sơn đang trở thành một điểm thu hút du lịch với vẻ đẹp còn rất đỗi hoang sơ. Đón xem chương trình Biển đảo Việt Nam, Bãi Đông, Lũy Đá vùng biển Nam Xứ Thanh, phát sóng lúc 22 giờ thứ 6 ngày 18 tháng 8 trên kênh VTC14.